quý vị và các bạn đã đến với bản tin Nextpot được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày trên fanpage và kênh YouTube của Nextpot. Thưa quý vị, Europa League là chiếc cúp cuối cùng mà Manchester United có thể hy vọng cho một danh hiệu ở mùa giải năm nay, nhất là khi họ đã vào tới bán kết. Đối thủ của Quỷ Đỏ là một Sevilla quá già dơ. Hãy cùng xem kết quả cuối cùng của cặp đấu này nhé. Manchester United đã có một khởi đầu rất thuận lợi khi Bruno Fernandes mở tỷ số trận đấu sau quả penalty thành công ở ngay phút thứ 9. Có được bàn thắng sớm nhưng các cầu thủ của Man United cũng chẳng thi đấu khởi sắc hơn là bao. Đóng góp vào đó là hàng phòng ngự chơi như mơ ngủ để các tiền đạo bên phía Sevilla khai thác. Kết quả là sau 2 hiệp đấu, MU đã phải nhận 2 bàn thua cay đắng để kết thúc với trận thua ngược 1-2. Màn trình diễn này đã cho thấy rõ một MU cầm cùn thủ lỏng. Dù tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng các tiền đạo lại phung phí quá đáng tiếc. Có lẽ nào Manchester United dạng sáng nay đã bị Manchester City nhập trắng. Nói đi cũng phải nói lại, Sevilla với bản lĩnh của mình đã xuất sắc tiến vào trận chung kết. Đối thủ của họ sẽ được xác định ở trận bán kết còn lại giữa Inter Milan và Shakhtar Donetsk vào lúc 2 giờ rạng sáng mai. MU đã phải nhận kết quả thất vọng ở trận cầu diễn ra vào rạng sáng nay. Có lẽ điều này đã khiến các cầu thủ bên phía Quỷ Đỏ có những hành động không đúng mực dù họ là đồng đội của nhau. Pha đệm bóng như chỗ không người của Luke de Jong ở phút 78 đã cho thấy sự lơi lỏng của hàng phòng ngự bên phía MU. Aaron Wan-Bissaka theo kèm de Jong nhưng không chủ động ngăn chặn. Trong khi đó, Lindelof đứng chắn trước mặt mà không kịp phản ứng để bóng trôi qua. Sau bàn thua, tiền vệ Bruno Fernandes dường như đã tố Lindelof để lọt người. Tuy nhiên, trung vệ Lindelof đã phản pháo hết sức gay gắt. Không phải lỗi của tôi, cút xéo đi, đồ chó đẻ. Sau trận đấu, cựu tiền vệ Posco đã đổ lỗi cho Lindelof. Là trung vệ, Lindelof phải bảo vệ điểm giữa khung thành. Cậu ấy quay ngược hướng bóng. Trong khi đó, cựu hậu vệ của Liverpool Stephen Warnock lại cho rằng Man United đột nhiên khựng lại hết, William để Navas vượt qua. Đáng lẽ, Wan-Bissaka phải canh bóng bay ra gần cột thai, Man United thủ quá tệ. Vậy còn ý kiến của các bạn thì thế nào? Hãy cho Nextpot biết ở dưới phần comment nhé! Lần gần nhất một đội bóng của Italia có mặt tại chung kết của Cúp C2 đã từ năm 1999. 21 năm trôi qua, đã có 7 đội bóng ở Italia có mặt tại bán kết nhưng đều thất bại. Và liệu đêm nay, huấn luyện viên Conte và Inter Milan có thể giúp bóng đá Ý chấm dứt thành tích đang thất vọng trong trận bán kết với Shakhtar Donetsk? Inter Milan đang đứng trước cơ hội để chấm dứt nỗi buồn của người Ý trong suốt 21 năm qua tại bán kết Europa League đêm nay. Bản thân đội bóng này cũng đang rất quyết tâm để tìm kiếm danh hiệu tại đây. Nếu có được chức vô địch, Inter Milan sẽ trở thành hạt giống số 1 ở Champions League và có thể tránh được bảng tử thần vào năm sau. Hai năm liên tiếp gần đây rơi vào bảng tử thần, đội bóng sọc xanh đen đều không thể vượt qua được vòng bảng. Hàng phòng ngự chính là điểm tựa cho thầy trò Conte khi họ chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong 5 trận vừa qua. Quan trọng là cách thể hiện trước các đối thủ Getafe hay Leverkusen cho thấy được bản lĩnh của Inter Milan dưới thời Conte, chắc chắn và luôn tận dụng tốt thời cơ mỗi khi có cơ hội. Phía bên kia, đối thủ Shakhtar Donetsk lại không thường xuyên có được kết quả tốt trước các đội bóng của Italia. Cụ thể họ nhận đến 4 thất bại trong 5 trận đối đầu ở các vòng knock-out trước các đại diện của Serie A. Tuy nhiên, cách mà đội bóng đến từ Ukraine lọt vào bán kết cho thấy họ là đội bóng hoàn toàn có thể tạo được bất ngờ ở Europa League năm nay. Dưới thời huấn luyện viên Luis Castro, Shakhtar Donetsk luôn nguy hiểm khi họ có thể chuyển từ phòng ngự sang tấn công vô cùng nhanh với 11 cầu thủ Brazil trong đội hình. Đó sẽ là thử thách vô cùng lớn với Inter Milan cho tấm vé còn lại đến Cologne. Đội bóng Ukraine tối nay sẽ có đầy đủ lực lượng, còn Inter Milan sẽ thiếu vắng Alexis Sanchez và Vecino cho cuộc đối đầu này. Sự chịu đựng của Lionel Messi tại Nou Camp dường như đã đến giới hạn. Lục đục nội bộ cùng những kết quả đau đớn vừa qua đã dẫn đến những thông tin đầy bất ngờ về tương lai của siêu sao người Argentina. Hợp đồng hiện tại giữa Messi và Barca chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2021. Trong thời gian vừa qua, tiền đạo người Argentina đã nhiều lần từ chối đàm phán gia hạn hợp đồng với Barca. Sau khi câu lạc bộ thảm bại 2-8 trước Bayern Munich ở tứ kết Champions League, nhiều nguồn tin cho rằng Messi sẽ rời Nou Camp vào mùa hè năm sau. El Pulga đã đánh mất hoàn toàn niềm tin vào bộ máy lãnh đạo của Barcelona. Nếu thông tin trên là chính xác, Barca sẽ phải trải qua một mùa hè hỗn loạn nhất lịch sử. Câu lạc bộ mà không cải tổ mạnh mẽ thì khó có thể giữ chân một tượng đài như Lionel Messi. Phần tiếp theo của bản tin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục tin vắn quốc tế đáng chú ý. Benjamin Pavard là lựa chọn số 1 của Bayern Munich ở vị trí hậu vệ phải.
nhưng đã không thể tham dự trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League cũng như tứ kết do chấn thương. Tuyển thủ Pháp đã gặp vấn đề nghiêm trọng với mắt cá trong một buổi tập cuối tháng 7 và đã có những thông tin cho rằng Pavard sẽ ngồi ngoài đến hết mùa. Tuy nhiên, quá trình hồi phục của hậu vệ 24 tuổi đang tiến triển khá tốt. Hôm thứ Tư vừa qua, anh đã bay sang Lisbon để hội quân cùng các đồng đội dù chưa thể góp mặt ở trận thắng Barcelona. Pavard dường như đã bình phục chấn thương. Ngôi sao này đã có buổi tập riêng với huấn luyện viên thể lực Jose Brick và hoàn thành mọi bài tập từ dứt điểm, đánh đầu, chân dài đến chạy chỗ và hoán đổi vị trí nhanh. Không loại trừ khả năng, Pavard sẽ tái xuất ở trận bán kết gặp Lyon vào đêm thứ Tư, ít nhất là có thể xuất phát từ ghế dự bị. Keylor Navas đã dính chấn thương trong trận thắng 2-1 của PSG trước Atalanta ở vòng tứ kết UEFA Champions League vừa qua. Thủ môn 33 tuổi người Costa Rica đã chấn thương gân kheo và phải rời sân ở phút thứ 79. Trong thông báo sau trận đấu, Paris Saint-Germain xác nhận Keylor Navas có một vết rách ở bắp đùi và bỏ ngỏ khả năng tham dự trận bán kết với RB Leipzig. Trong buổi tập ngày hôm qua 16 tháng 8, Keylor Navas cũng đã vắng mặt. Đây là tổn thất rất lớn đối với Paris Saint-Germain, bởi lẽ Navas giống như thần hộ mệnh của họ ở đấu trường Champions League. Không chỉ đóng góp yếu tố tinh thần, Navas còn thể hiện phong độ rất cao trong suốt mùa giải này. Tính từ đầu mùa, thủ môn người Costa Rica đã giữ sạch lưới 19 lần trong số 34 trận bắt chính cho Paris Saint-Germain, trong đó có tới 5 trên 8 trận đấu ở UEFA Champions League. Chuyển sang phần tin trong nước, đội tuyển U22 Việt Nam đã hội quân ngày hôm qua, ngày 16 tháng 8. Đảm bảo an toàn là mục tiêu số 1, thế nên tất cả các thành viên đội tuyển đều nghiêm túc thực hiện các bước kiểm tra y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Hôm qua ngày 16 tháng 8, 48 cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam đã có mặt đầy đủ tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31. Ngay khi hội quân, các cầu thủ đã được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế theo mẫu của Bộ Y tế. Các bác sĩ đội tuyển cũng đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, bố trí phòng cách ly và các trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ các thành viên đội tuyển khi đến hội quân. Các chuyên gia y tế của Bệnh viện Bạch Mai đã tới lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ thành viên của đội. Phương pháp này sẽ cho kết quả sau 24 giờ. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ không có bất cứ hoạt động nào trong hôm nay ngày 17 tháng 8 và chỉ sinh hoạt trong khuôn viên của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Buổi tập đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 8. Đoàn Văn Hậu chính thức hoàn thành việc cách ly 2 tuần sau khi trở về từ châu Âu vào hôm qua 16 tháng 8. Sự trở lại của Văn Hậu sẽ giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm giải quyết khó khăn và có thêm lựa chọn cho hàng hậu vệ khi Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn đang dưỡng thương. Và tùy từng trận đấu và từng đối thủ mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ đưa Văn Hậu vào đá trung vệ. Việc đưa cầu thủ gốc Thái Bình vào vị trí này cũng không còn quá mới lạ. Khi dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo hay khi còn thi đấu cho đội dự bị của Heerenveen, Văn Hậu đều làm khá tốt khi được đá ở trung tâm hàng phòng ngự. Mới đây trên trang cá nhân của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, tiền vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ niềm hạnh phúc khi gia đình nhỏ của anh đón thêm thành viên mới, Ngô Hoàng Nguyên An. Ngay lập tức, Ngô Hoàng Thịnh nhận được nhiều lời chúc từ người hâm mộ cũng như đồng đội ở đội tuyển Việt Nam. Không những vậy, huấn luyện viên mới tái nhậm chức Chung Hae Song cùng hai trợ lý người Hàn Quốc cũng tặng cho tiền vệ người Nghệ An hai lẵng hoa để chúc mừng cậu học trò của mình. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang trong thời gian xả trại và đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng quý giá đối với Ngô Hoàng Thịnh để dành thời gian cho gia đình và cậu con trai đầu lòng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.